Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Long An sẽ tổ chức chợ Tết không đồng vào ngày 26 tháng 1 năm 2024 tại Trung tâm Văn hóa xã An Thạnh, huyện Bến Lức. Theo đó, phiên chợ sẽ dành cho 1.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân hiểm nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2023, nhóm người dễ bị tổn thương khác, phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trẻ em không may mắn, người cao tuổi neo đơn trên địa bàn huyện Bến Lức. Đại diện mỗi hộ gia đình sẽ nhận phiếu mua hàng trị giá khoảng 600.000 đồng một phiếu để tham quan, mua sắm các sản phẩm tại các gian hàng trong khu chợ Tết không đồng và mua sắm tại các gian hàng được siêu thị Co.opmart trợ giá. Tham quan các gian hàng phục vụ các hoạt động Tết do các sở ngành, Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức tổ chức.